Có một số người thì họ về cách lên gia đàn. Thì hôm trước đã nói rồi, bây giờ tôi xin nói là một lần nữa. Bây giờ cái này sợi dây này á thì đã lấy chuẩn theo cái âm thoa rồi ha. Nhờ bạn nào mà nếu mà cái đàn không đúng thì bạn cứ lên theo cái dây này đây, đúng rồi đây. Lên theo cái âm thoa. Và đây là sợi dây mí. Thì bây giờ chúng ta coi này, ngăn số 1, ngăn số 2, ngăn số 3, ngăn số 4, ngăn số 5. Đây là cái khóa đàn, khóa để chúng ta lên dây. Thì bây giờ các bạn sẽ thử như thế này, bấm vào ngăn số 5, dùng ngón út bấm vào ngăn số 5 và đánh nè. Coi bàn tay đánh nè. Như vậy là hai cái dây này nó trùng nhau rồi, khỏi cần phải là sửa lại. Và tiếp tục thì chúng ta thì cái sợi dây tiếp theo là sợi dây xôn. Xôn là sợi dây số 3. Chúng ta biết từ xôn á, là để trống là xôn, mà bấm vô đây ngăn số 2 đây là nốt à, ngăn xôn này, ngăn số 2 đây là la. La vì từ xôn tới la là một cung, la tới si là một cung. Như vậy si nó nằm đây, thay vì á cái sợi dây số 2 á, thì nó nằm ở ngăn số 5, nhưng mà sợi dây số 3 á, thì si nó nằm ở ngăn số số 4 của sợi dây số 3 đó. Chúng ta thử hai cái này, si đây và si này nó sẽ trùng nhau. Chúng ta trùng nhau rồi phải không? Và tiếp tục chúng ta thử lại, tiếp tục đó là đây là sợi dây rề. Và rề thì đương nhiên là rề tới mi là một cung, cách nhau một khoảng trống. Đây, cái sợi dây đĩa trống này là rề, đánh là trống là rề. À, ngăn thứ nhất bỏ, ngăn thứ hai đây thì đó là mi. Mi nằm đây. À, mi rồi tới pha, pha nửa cung, rồi tới xôn, thì xôn nó nằm đây. Và xôn này với xôn này là tương đương. Đó, chúng ta hai cái này nó trùng nhau. Như vậy là cái này đúng rồi. À, tiếp tục ta đánh tới, đây là sợi dây, số 5 là sợi dây là. Thì từ là tới si, từ si thì nó là một cung, là si, si nằm đây. Rồi si tới đô, hôm trước tôi đã nói với các bạn rồi đó. Chỉ có mi pha và si đô là cách nhau nửa cung, còn tất cả đều là một cung. Thế thì si đây thì đô nó sẽ nằm liền kề. Và đây là đô rồi sẽ tới rề. Đô tới rề cách nhau một cung. Thì rề bấm đây. Đó, hai cái này tương đương. Chưa đúng, bây giờ tôi sẽ chỉnh lại. Thì bây giờ tôi sẽ cái khóa này chúng ta lên này. Tôi lên cho nó đúng này. Cũng chưa được, nó hơi thấp. Đó, như vậy là đúng rồi đó. Hai cái từ này, hai cái âm này nó phát ra đồng âm tương đương. Và đây là sợi dây, sợi dây mì. Sợi dây mì là sợi dây to nhất đây, sợi dây số 6 đây. Thì từ mì á tới phà là nửa cung. Mì là đĩa trống, rồi bấm vô đây ngăn số 1 là phà. Phà bấm đây là xôn. Hả? Xôn, xôn ở đây tới đây là la. Hai cái này tương đương. Thì bây giờ tôi bấm lại từ đầu tiếng cuối nè. La, re 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 re. Xôn 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 xôn, si 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 si, mi 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 mi. À, bây giờ là đúng rồi nha. Và bây giờ đây là chủ âm la thứ. Tại vì theo cái lời yêu cầu của một số người á, thì tôi nghĩ là cũng phải làm vậy thôi. Đó là đánh lại cái bài tập số 18 này. Trong cuốn F-Caruli của Mentha Đường Guitar. Nó là một cái bài nhạc mà ngày xưa thầy dạy tôi á, nói một câu thế này này. Các con muốn là sau này á, bàn tay nó dẻo và nó mạnh gân lên á, thì chỉ đánh bài tập số 18 và số 14. Bài số 14 là nó tới 4 thăng. 4 thăng à, nó là fa do sol re và nó là chủ âm mi trưởng. Còn cái bài này thì tương đối nó không có thăng giáng, nên thành ra người nào mới vào tập á, thì cũng nên tập bài này đi, nó dễ. Và tôi đánh bài này rồi thì tôi sẽ có cái chương trình tôi đau cái bài này nó vào trong cái bài này thì tôi sẽ có một cái link để tôi đau vô, thì các bạn cứ bắt đầu á dùng máy vi tính đó, bắt đầu mới là đau về rồi in ra để mà tập, mình rất nó chỉ dẫn xuống ngón luôn. Bây giờ tôi sẽ nói rõ là đây này, đây á, là ngón này á, ngón trỏ này, hai bàn tay trái phải nó khác nhau. Nếu bàn tay trái thì người ta tính ngón trỏ là ngón số 1, ngón giữa là ngón số 2, ngón áp út là ngón số 3 và ngón út là ngón số 4. Đó là đối với bàn tay trái để bấm lên trên cái ngăn đàn này. Còn đối với bàn tay phải, cái bàn tay phải mà để chúng ta đánh lên trên á, cái sợi dây đàn á, thì tôi sẽ nói đi nói lại cũng không bao giờ thừa, chúng ta phải nhớ. Đây á, người ta gọi ký hiệu của nó là pi, là chữ B phở đó. À. Còn cái ngón trỏ này á, là y, tiếng Anh nó đọc là i.
Ngón giữa này á là M, tiếng Việt M thì tiếng này đọc là M. Rồi á, cái ngón áp út này á là A, tiếng Anh nó đọc là E. À, B, I, M, E. Tiếng Việt mình đọc là P, I, M, A. À. Thì móc thì như thế này. Thay vì là chúng ta đánh á, là ngón cái chúng ta bắt ba sợi dây trên. Mi là rê. Mi là rê. Còn bây giờ ngón trỏ thì chúng ta móc sợi dây xôn là sợi dây số 3. Ngón giữa chúng ta móc sợi dây si, sợi dây số 2. Và ngón út là chúng ta móc sợi dây mí. Nhưng riêng với bài tập số 18 này, nó chỉ có là tập ba ngón này, còn ngón út cũng không dùng tới. Tại vì là nó để nó luyện cho mấy cái ngón này mạnh lên trước khi nó đi vào ngón số, ngón số 3 là cái ngón Y này, cái hiệu là Y đây. Thì bây giờ chúng ta coi ha, tôi sẽ đánh rất là chậm để các bạn theo dõi làm cái tập. À. Nè. Thấy tụi bát chưa? À. Vậy á, là phải nhìn lại á, là tôi đánh như thế này thì anh tôi đánh như sau nè. La si do re chắc chùm chắc chùm. Thì cái chắc chùm đây á, thì nó gồm có nè, đô và mí, đô và mí trong cái chủ âm của la thứ nè. Bây giờ các bạn sẽ nhìn lên cái bàn tay trái của tôi sẽ bấm ha. Đó là chúng ta bấm qua bàn tay trái, qua bàn tay trái đây. Bây giờ tôi sẽ đánh lại ha, nhìn cho nguyên toàn hai bàn tay trên dưới luôn để chúng ta phải nhìn thấy để kết hợp. À. Chúng ta thấy á, thường á, chơi độc tấu guitar á, thì đương nhiên là các bàn tay sẽ luân chuyển trên 12 phím đàn lên xuống nhiều lắm. Nhưng riêng với bài tập số 18 này á, nó có một cái lợi thế là bàn tay chỉ nằm chết một chỗ này thôi, chỉ bấm những cái âm ở 5 cái ngăn đàn phía trên, không bao giờ di chuyển xuống phía dưới. Tại vì đây là dặn bài tập, nhưng mà cái bài tập nó rất là hay, nó vui nhộn. Nó có gồm có chủ âm la thứ, rồi sau đó là chủ âm đô trưởng. Bài nhạc nó không có dấu thăng và dấu giáng. À. Đó là la thứ rồi. Tất cả la thứ bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu thấy cái hợp banh nút chuyển của trưởng. Thì chúng ta biết nè, đây nè. Nó rồi nó lại cũng không bao giờ thừa. Bởi vì chúng ta nên nhớ rằng con người chúng ta cũng rất là có những cái chúng ta nếu mà không tập trung thì chúng ta cũng dễ là quên. Mà chúng ta nghe đi nghe lại thì như mưa dầm thấm lâu á, nó không có cái lợi thế cho các bạn. Chứ không phải là